Kính thưa quý vị, kính thưa quý khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng. Đây là một căn nhà yến chúng tôi đã làm từ tháng 10 năm ngoái. Và hôm nay chúng tôi đã có cái việc chúng tôi quay lại cái nhà yến này. Căn nhà yến này thì quý vị, nếu quý vị thực sự đã xem thì nó có cái tiêu đề là nhà lớn, nhà yến độc lạ, độc gọi là gì? Tôi không nhớ lắm, nhưng mà nhà yến gọi là số 1 Việt Nam đấy. Thì đây là cái kho ăn này, kho nhà ăn này. Đấy, kho nhà ăn, cái nhà ăn của nhân viên của của ông chủ đấy. Đấy thì sau khi cái nhà ăn này không còn sử dụng nữa thì anh sẽ là biến thành một cái nhà để nuôi yến. Thế nhưng mà sau nhiều năm cũng ông chủ rất tâm huyết nhưng mà cũng không ok. Thì sau đó là tôi đến thì các hệ thống ẩm ở trong là chạy rất là nhiều, và cuối cùng là hậu quả là cái nước nó lóng bóng ở trong nhà. Tổ lúc đó tôi làm thì tôi khoảng được ba chục tổ gì đó, mà nước lỏng móng mông gỗ thì mốc. Và bây giờ hôm nay tôi mới lấy lại đến kiểm tra được 10 tháng sau tôi làm như thế nào. Mà cái nhà này thì tôi cũng đã bót một cái video lên rồi, sau khi mấy tháng tôi kiểm tra thì hôm nay tôi kiểm tra lại lần nữa. Thì vào đây tôi sẽ kiểm tra cái âm ly, và tôi kiểm tra hệ thống âm ly trong này. Và đây là cái cửa chúng tôi vào. Đi kia đường nào? Cái giá này từ vô. Dạ, chúng ta phải đi kiểm tra cái âm ly ở đây. Và cái âm ly đây sau nhiều tháng thì tôi để sao nó y dậy luôn. Ông chủ cũng chẳng can thiệp gì cả. Đấy, quý vị thấy này, màng nhện này. Em ơi, cho mình thu của anh vào vệ sinh cái này thì mạnh cái. Cho nó cái chổi á. Em lấy cái chổi thì quét hết màng nhện cho anh. Và lấy cái rẻ lau cái âm ly cho anh. Cái âm du bị chết này. Rồi âm du treo rồi. Em trai ơi, anh chỉ này, em thỉnh thoảng em phải mở cái này ra, mở cửa này thăm cái nhà này. Vừa anh mà kiểm tra là cái âm du này nó bị chết nha. Nó hay như thế này này, nó chết, nó không khởi động, chứ đọc lâu ngày á là em có phải cắm rút ra cắm lại như này nó chạy lại nhé. Em hiểu anh nói không? Bây giờ mấy tháng trời không có kiểm tra âm ly gì cả, cuối cùng để cái lại âm du nó mất này. Mà mất lúc nào thì anh chưa biết nhé. Nên là phải hỏi em ở đây, em phải kiểm tra. Như thế chạy này, như thế nó chạy này. Mà như thế này là nó không chạy, nó như thế này nó chạy này. Như vừa nãy em vào đây là cái này nó đứng hình luôn như thế này này. Nó không chạy được chưa? Đấy, mình phải kiểm tra nhé. Còn bây giờ cái nhà này hôm nay đến anh mất âm từ lúc nào thì anh không biết nhé. Thế nhưng mà cơ bản là mất âm, được chưa? Nhé. Đấy. Phải kiểm tra thì may cái, nếu mà không có gì, nếu mà sợ thì có thể ngắt cái camera quay ở đây cho anh nhé, để kiểm tra âm nhé. Đấy, vâng. Cái nhà này thì cũng thưa quý vị là này là dính trời, tôi làm dính trời. Và đây là cái đường dẫn của chúng tôi này. Đường dẫn thì đây, từ đây xuống này, đường dẫn đây, loa vẫn y nguyên, tất cả mọi thứ là y nguyên luôn. Đấy, và bây giờ chúng tôi kiểm tra lại xem nó có nhiều chim được không. Thì nói chung là nó sẽ rất nhiều chim. Tôi nói với quý vị là rất nhiều chim, tôi quay ở đây thôi là quý vị thấy này. Đây là ở chuồng đảo chim thôi. Sau 10 tháng, hôm nay được 10 tháng rồi. Tháng 8 làm tháng 10 năm ngoái thì giờ là tháng 7 rồi. Thì sau một thời gian tôi kiểm tra lại. Nhà này trước thì được có 40 tổ, được 40 tổ thôi, không có nhiều. Đây là tôi sẽ làm, tôi quay sơ sơ cho quý vị xem nó ở bên ngoài này thôi. Sau nó mở cửa. Em mở cửa cho anh đi vào cửa đi nhé. Và chúng ta đi vào cửa kia để cho đây vệ sinh cái này nhá. Nhớ và kiểm tra âm ly giúp anh nhá. Em trai. Chứ không căng lắm á, nó mất âm của anh là chết rồi. Đấy, nó chưa vệ sinh mà. Vâng, sau khi mà chúng tôi đụng vào ngoài này thôi thì quý vị cũng thấy là chim nó như thế này đây. Đấy. Chúng ta không phải suy nghĩ gì vấn đề này cả. Dù là một con chim nó đến ở, mà đến khi nó đẻ xong nó lấy được cái tổ mà nó không đi, và nó lại tiếp tục là ở lại với căn nhà yến của mình, thì đó là một cả một vấn đề quý vị nhé. Và rồi đấy thưa quý vị, và em mở cửa xong ấy là em bảo em tắt cái âm ly rồi mạnh nhá. Rồi nó về đây quý vị này. Căn nhà này tôi quay lần này là lần thứ 3. Một lần đầu tiên tôi báo lỗi và sửa, lần thứ hai là tôi đã thăm một lần rồi, lần thứ ba hôm nay tôi đến được 10 tháng là tôi lại lần thứ ba.
Và việc của ông chủ bà chủ yếu là rủi ra tôi canh thêm ni như nhà hôm nay bị chết âm nữa, chết âm ru đấy, rất là căng đấy. Mà dù đến khi mà tôi dụ được vài trăm con ấy thì nói thẳng ra mất âm thì cũng được, mất con mình còn tắt âm mà, nhưng mà đừng để mất, tại vì mất thì lượng chim nó sẵn sàng chậm hơn. Mình có thể là mình mở nhỏ theo thời gian vẫn được, nhưng mà để mất thì không lên nhá. Tôi cũng chỉ nói quý vị thôi. Và đây quý vị thấy là mới động thôi, động ở chung cư thôi mà nó ra cỡ này. Đây thì trong nhà thì sẽ như thế nào tôi chưa biết, thì mời quý vị là cũng chờ ông chủ mở cửa một chút xíu này, chúng ta cùng vào với nhà Yến nhá. Ok lắm, em thấy xoay từ chung cư xuống ok lắm nha. 10 tháng rồi đấy. 10 tháng chưa chữa. À, sau 10 tháng, nay được 10 tháng. Nay được 10 tháng rồi. Ok. Và đẩy mạnh vô luôn, đẩy mạnh vô. Rồi, chúng ta đẩy mạnh vô một chút xíu. Cái nhà này nó hơi khó tí nha. Em ra tắt âm zoom dẫn cùng anh hai gầm lì của mình. Và mời chúng ta vào đây. Đây chúng ta đi vào căn nhà Yến này. Vâng, lâu lâu chúng tôi mới đến nhậu một lần. Vén hẳn ra lên trên chân sáng nhà. Vâng, lâu ta nhậu một lần. Đấy, thì cũng thưa quý vị đây, căn nhà Yến này thì trước là cái lèn nhà nó kinh khủng luôn. Cái lèn nhà nó kinh khủng luôn, nó ngập hết cả toàn bộ cái. Không được, đến kia. Đấy, nó ngập ngụa hết cả lên như thế này đây. Mà hôm nay tôi đến này, đây là cái vùng cửa chung cư đây. Và cũng thưa quý vị là phân đây này, phải cho chủ nhà dọn phân này, quá nhiều phân luôn. Và chim bị tai nạn này, phải xử lý lại phân thôi nha. Gửi vi sinh cho anh dự xử lý phân thôi. Nhà này cao lắm, mở to ra mở sáng cho anh. Và bây giờ là em phải cố gắng làm sao dọn phân này cho anh nhé. Nghe chưa? Dọn phân nhé. Đấy, thì căn nhà này thì tỏ thì rất là nhiều. Tỏ cực kỳ nhiều luôn. Lấy cái ghế đè này. Đẩy cái này lên này. Tỏ nhiều lắm, tại vì mình quay cái tỏ này nhiều tỏ lắm, anh phát thôi. Phát kêu một chút ok thì cái này nó ok. Vứt vào đây này, mình tay nó. Vứt vào cái tay này, chống nó chứ. Rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ đến tổ cho quý vị coi. Rồi tôi sẽ quay gần lại thì cái nhà nó hơi cao nha. Vâng, đây này, đây là tổ này, tổ mới này. Đây, tổ mới này. Tổ mới này. Tổ mới này, tổ mới này. Tổ này. Đấy, tổ này. Tổ này. Tổ này. Đấy, quý vị thấy tổ không? Di rít lại với nhau này. Đấy, quý vị thấy này, tổ này. Tôi phải bây giờ gần lại mới có bị thấy được. Tổ này liên tục rất nhiều cái tổ ở đây nó chi chít với nhau đây. Mời bác Phát vào đây xem đấy, cái gần đâu bác Phát ở ngoài đó bác Phát đâu nhìn thấy đâu ha. À, đây và trong đây nó kinh khủng phân này, thực sự quý vị là quá trời phân luôn, theo từng luống một này. Đấy, tôi quay cho các vị cái luống nha, luống nó như cái luống này đấy. Quý vị thấy không? Tôi quay 360 độ cho quý vị coi. Vâng, đây. Đấy, quý vị thấy này. Nhà này cũng nhiều, một căn tin khoảng tầm 100 mét vuông nó không có nhiều đâu. Đấy. Cực kỳ nhiều luôn. Cực kỳ nhiều phân, tôi quay phân cho quý vị nha. Và tổ thì nó không phải nói bàn rồi. Chỗ nào cũng thấy tổ hết đấy. À, tổ nó cực kỳ đấy. Và ngày xưa tôi làm nó có mốc gỗ nha quý vị nhé. Và tôi phải lau, anh em phải lau toàn bộ vi sinh, ngủ đông lại trong. Đây. Và trong đây này quý vị sẽ thấy chim nó bay ngào ngạt trong đây này. Đấy, nó bay này. Đấy. Vâng, cái này là nhà anh Phát ở xã gì? Xã này xã gì em nhỉ? Dạ Sa Vang. Xã Sa Vang, huyện Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong 10 tháng chúng tôi sửa chữa cho căn nhà Yến này, tổ này. Nó nhiều tổ kinh khủng luôn. Đấy, rất là nhiều nhé. Nhà nó rất là cao, là căn tin rất cao.
đấy, quý vị thấy thì giờ này nó còn lách tách như thế này nữa thì ok rồi, chúng ta không phải suy nghĩ về vấn đề gì cả. Đây tổ đây này, tổ này, tổ này, tổ này, đấy, tổ này, tổ này, à, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này. Thực sự quý vị nó cứ gì rít để tôi phóng to màn hình quý vị mới coi được này. Tổ này, à, tổ này, 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 đấy, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này. À, nói thật quý vị là nhà này tôi không đếm được tổ đâu, à, không đếm được, nhà này nhiều lắm, không đếm được bao nhiêu tổ đâu. Vâng, và những cái phân này thì sẽ được chủ nhà sẽ hút ra nhá. Em phải chăm sóc nhà Yến này thay anh Châu làm cái này không được rồi, anh Châu phải dọn dẹp nhà cửa, à, dọn dẹp đi. Xong là cái phân này mình muốn bù món cho cây thì mình phải ủ nhá. Đây này, cái tổ Yến này này không biết lượm mà vàng không này, cái này là không lượm mà thế này chết rồi. Cái này nó rớt. Nó rớt thì mình lượm thôi. Ui giời ơi. Đấy, nhá, bây giờ là phải làm thôi nhá. Đó, nhiều phân yến thế này mà. Đây quý vị thấy là tổ này, tôi quay cho quý vị gần một tí quý vị thấy này. Nói thực sự ra là không biết đến được nhà này tổ này, tổ này, tổ này. Đấy, tôi quay hết zoom hết cái màn hình cho quý vị coi này. Đấy, tổ này. Tổ tổ này, tổ này, tổ này, tổ này. Đấy, tổ này. Nó hai thanh tổ này, tổ này, tổ nó cứ di dít lại với nhau cái này thì còn gì để nói, chúng ta còn cái gì để mà ok nữa. Đây, đây tổ này, đây tổ nó di dít lại với nhau này. Đấy, quá trời tổ, chỗ nào cũng tổ, kín hết cả tổ này, tổ thanh này. Đấy, tổ này, chỗ nào cũng thấy tổ mà. Ok rồi, còn đây tôi giờ tôi không đếm nữa, tôi lướt qua được cho quý vị coi. Đấy, tôi lướt qua cho quý vị coi. Đấy, tôi lướt qua cho quý vị coi này. Và chúng ta cũng phải công nhận nhau nha, chúng tôi làm theo công nghệ sinh học và nghiên cứu đầy đủ các dữ liệu. Căn nhà này tôi làm nay được 10 tháng, xã Sa Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau nhiều tháng tôi làm này, căn này tôi mới đến thăm lần thứ 3 nha quý vị nhé. Thực sự tôi đến đây 3 lần, một lần đầu tiên tôi sửa, một lần tôi thăm, một lần thăm kế tiếp. Và có khả năng tôi đến một lần nữa. Đấy, tổ rất là nhiều tổ đây, rất là nhiều. Và căn nhà này thì nói thật với quý vị, nước của tôi đến được tiếp nhận để nước nó lóng bóng ấy, nó lóng bóng, lóng bóng, nó đến hai thầy trò chúng tôi còn phải là gì là quét cơ, quét mà nó rào tàu tàu trong ra ngoài luôn cơ. Nếu quý vị lật trên cái trang YouTube thì chúng tôi cũng đã có quay trên đó rồi. Và đây là các cái loa ngày xưa người ta đi này, tôi cũng không có dùng đâu. Đấy, những cái loa ngày xưa họ đi này. Đấy, họ đi cái loa như thế này này. Đấy, tôi cũng không có dùng, tôi để đây trả lại chủ nhà này. Đấy, thế này thì chim cái gì. Và sau khi khoảng đây, còn tôi làm loa dẫn này. Đấy, tôi làm loa dẫn này. Tôi làm loa dẫn này kìa. Đấy, tôi làm dẫn này. Bác chủ nhà thì có một camera ở đây xem. Ok. Vâng, tôi làm loa dẫn ở đây này. Rồi. Và tôi sẽ lối thêm ống khí ở đây này. Đấy, tôi làm loa dẫn ở đây này. Đấy, rồi như thế này thôi. Và cũng một lần nữa chúng tôi anh em bên kia đang vệ sinh cái âm ly và cũng căn dặn cố gắng căn cái âm ly. Đây là tổ này, 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 tổ này. Đây nó di rít lại với nhau này, chỗ này quý vị mình thấy di rít lại với nhau này. Tổ này, tổ, tổ này, tổ này, tổ này, tổ này. Đấy, nó cứ di rít nào, tổ này. Đấy, nó cứ di rít với nhau này, tổ này, tổ này, tổ này. Đấy, thì quý vị thấy không? Đấy, chúng tôi làm 10 tháng nha. À, tất cả, tất nhiên là làm nhà, có nhà nhanh, có nhà chậm, nó còn phụ thuộc vào vị trí của ngôi nhà Yến. Đấy, chứ không phải nhà nào cũng nhà nào nhá. Bởi thì chúng tôi cũng là người trần mắt thịt thôi. Chúng tôi làm được trải nghiệm nhiều các ngôi nhà Yến và được nghiên cứu đầy đủ hơn. Thì có thể là chúng tôi có những kỹ thuật. Nó còn đòi hỏi là tất cả các nhà Yến ai cũng làm nó được như thế này thì rất là khó cho chúng tôi. Thế một lần nữa chúng tôi cũng chỉ mong rằng tôi mang được những điều gì tốt nhất cho quý vị. Trong trường hợp nó có rủi ro mà nó không được như ý thì quý vị cũng hết sức thông cảm, vì chúng tôi cũng là người trần mắt thịt, là người không làm nghề đấy, nên là quý vị cũng hết sức thông cảm, bởi vì chúng tôi cũng làm cố gắng hết sức
tất cả những năng lực của mình để cho cống hiến cho quý vị thôi. Đấy, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào, cảm ơn. Hẹn quý vị vào video clip lần sau. Xin chào, tạm biệt.